kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong quý 3 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu ở cộng đồng dân cư. Trong quý 3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia thực hiện cảnh quan môi trường, trồng cây xanh và hoa dọc các tuyến đường, lắp đèn đường năng lượng mặt trời, xây dựng cầu bằng bê tông, rải đá được hơn 103,5 km đường giao thông nông thôn, đóng góp 2.719 ngày công lao động, hiến 100.239 m2 đất, tổng trị giá gần 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện thực tế, từng địa phương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên còn vận động xây dựng mới 54 mô hình và nhân rộng 10 mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Trong đó nổi bật là mô hình ươm và trồng hoa các tuyến đường giao thông nông thôn, mô hình khu dân cư kiểu mẫu, mô hình tuyến đường camera an ninh tự quản, mô hình hùn giống xây nhà vệ sinh, mô hình 503 sạch, phân loại rác tại nguồn, mô hình ngôi nhà xanh. Từ sự chung tay góp sức này, đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 73 trên 87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 trên 20 phường thị trấn đạt đô thị văn minh, hai đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và một đơn vị cấp huyện đang được đề nghị công nhận huyện nông thôn mới trong năm 2023. Chung tay cùng cả nước trong công tác khuyến học khuyến tài, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội khuyến học các cấp và tích cực vận động quỹ khuyến học, qua đó kịp thời hỗ trợ cho các hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương. Đến nay, tổ chức hội khuyến học đã phủ kín các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục với hơn 15.500 tổ chức hội, gần 369.000 hội viên khuyến học, chiếm 34,5% dân số. Công tác xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài được đặc biệt quan tâm. Năm 2022, hội khuyến học các cấp đã vận động được trên 81 tỷ đồng để hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Năm 2023, các cấp hội khuyến học phấn đấu vận động quỹ khuyến học khuyến tài ít nhất 50 tỷ đồng. 100% xã phường thị trấn được tái công nhận là cộng đồng học tập cấp xã và ít nhất 30% công dân đạt chuẩn công dân học tập. Hiện tại, huyện Long Hồ có 18.840 người cao tuổi. Xác định người cao tuổi là vốn quý của xã hội, thời gian qua các cấp các ngành của huyện Long Hồ đã tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người cao tuổi, đến nay huyện Long Hồ đã hoàn thành lập hồ sơ và thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho 3.406 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên. Hàng năm, ngoài việc thường xuyên tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, huyện Long Hồ còn tích cực vận động nguồn lực tổ chức tặng quà cho các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hội người cao tuổi các xã thị trấn trong huyện còn tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt bổ ích phù hợp với người cao tuổi như thành lập các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ sinh vật cảnh, thu hút hàng ngàn người cao tuổi tham gia. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp chính quyền và hội người cao tuổi huyện Long Hồ đã tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.200 lượt người cao tuổi với tổng giá trị phúc lợi hơn 800 triệu đồng. Thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với chủ sử dụng lao động và người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn, hướng dẫn, đôn đốc công đoàn cơ sở trực thuộc, tổ chức, thương lượng tập thể, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt 100%. Kết quả là có 140 thỏa ước lao động tập thể được ký kết với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định như là tăng số ngày, nghỉ lễ Tết, nghỉ kết hôn của người lao động. Trong tháng, người lao động được nghỉ 1 đến 2 ngày thứ Bảy, hưởng nguyên lương, hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động ở xa, xăng xe, chuyên cần, tặng quà ngày sinh nhật, ngày lễ, Tết hàng năm, tổ chức tham quan nghỉ mát, hỗ trợ bữa ăn, ca trị giá từ 18.000 đến 34.000 đồng. Qua đó, chất lượng thỏa ước lao động tập thể ngày càng nâng lên và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo người lao động,
thể hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Từ hôm nay 1 tháng 10, quyết định 1137 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm chính thức có hiệu lực. Theo đó, lĩnh vực đăng kiểm sẽ có thêm các thủ tục mới như cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu, cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Để tiếp tục duy trì thực hiện quyết liệt việc kiểm soát nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực tình hình, từng bước hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc vẫn đang triển khai quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn. Trong số 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong 9 tháng qua, có hơn 550.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 22% tổng xử phạt. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, những trường hợp vi phạm ngoài việc xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn, cảnh sát giao thông còn gửi thông báo tới các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xử lý về mặt chính quyền. Là một trong 4 hội đoàn thể nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đến nay thì tổng dư nợ tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Nông dân đạt hơn 1.100 tỷ đồng và hơn 32.600 lượt khách hàng đang vay vốn, chiếm hơn 34% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Thời gian qua, Hội Nông dân đã làm tốt vai trò ủy thác là cầu nối giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách, có vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chỉ riêng từ đầu năm 2023 đến nay, doanh số cho vay ủy thác qua Hội Nông dân là hơn 260 tỷ đồng với trên 7.800 lượt hộ vay vốn. Bên cạnh việc thực hiện ủy thác, kiểm tra giám sát sử dụng vốn, Hội Nông dân các cấp còn thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động hội viên chuyển đổi mô hình kinh tế để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn. Qua triển khai, hầu hết các hộ vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và đạt hiệu quả, đặc biệt là nguồn vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm để giúp cho các hộ vay mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trà Ôn vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm với chủ đề tư vấn kết nối việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Trà Côn. Phiên giao dịch có sự tham gia của 8 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng với hơn 200 người lao động trên địa bàn các xã Trà Côn, Tân Mỹ và Vĩnh Xuân. Các công ty doanh nghiệp đã dành trên 200 vị trí công việc cho người lao động. Phiên giao dịch là cầu nối giúp cho người lao động và người sử dụng lao động có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu thị trường lao động và phát triển nguồn nhân lực. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm thực hiện các mục tiêu của tỉnh về định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho người lao động, tiếp tục tăng cường phát triển hệ hợp tác giữa Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển, nhằm từng bước kết nối cung cầu lao động thực sự hiệu quả và giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, xã Thiện Mỹ, Trà Côn, huyện Trà Ôn, đồng thời tổ chức 1 phiên giao dịch việc làm cấp huyện Bình Tân và tổ chức ngày hội việc làm cấp tỉnh, thu hút trên 3.600 lao động tham gia.